Hi, xin chào mọi người, các anh chị những ngày vừa qua cảm thấy như thế nào rồi? Có cảm thấy là tốt hơn chút xíu nào không? Stock market đã lên lại rất là nhiều trong vòng một tháng vừa rồi. Với cái S&P 500 lên lại được khoảng 6-7%, có thể nói là một trong những cái thời điểm mà stock market lên nhanh nhất trong vòng 2 năm qua, từ khi Covid cho đến bây giờ. Thì từ 6 tháng đầu năm của năm 2020, stock market đã rớt rất là nhiều, rớt đến hơn 20%. Và có rất nhiều người đã tháo chạy từ cái đợt rớt này. Mình biết là có rất nhiều người, đặc biệt là khi mà chúng ta mua những cái stock về grow, những cái stock phát triển nhanh, thì thời gian vừa rồi không chỉ là 2% mà nó rớt đến 3-4, thậm chí là 50-60% trong vòng khoảng 5-6 tháng vừa rồi. Có rất nhiều người đã bỏ cuộc và bán hết lấy tiền cash về, chấp nhận lỗ hơn 40-50% với những cái stock mà người ta mua. Nhưng mà sao? Đây là stock market. Thời điểm mà mọi người nghĩ là stock market sẽ xuống mạnh hơn thì nó lại bắt đầu đi lên trở lại. Và nó đã chứng minh điều này rất là nhiều lần rồi. Trong những tuần vừa qua là những tuần mà người ta nghĩ là stock market sẽ rất mạnh hơn so với là 6 tháng đầu tiên của năm 2022, khi mà cái mức inflation đưa ra là đến 9.1% và cái mức tăng lãi suất của Federal Reserve là đến 0.75%. Ai cũng nghĩ là stock market sẽ xuống mạnh hơn. Nhưng mà kể từ cuối tháng 6 đến bây giờ, nó lên liên tục, lên đến 6-7% với cái portfolio của mình ở trên Weibo. Bây giờ mình mới bắt đầu check lại những cái stock đó. Mình không nhìn vào cái portfolio này trong vòng khoảng gần 3 tháng trời. Và cách đây một tuần mình cũng đã nhìn lại những cái stock mà mình đang có. Và với cái portfolio này, 6 tháng đầu tiên mình đã mất hơn khoảng gần 60%, 50-mấy% giá trị của cái portfolio này. Đó là lý do tại sao mình không có muốn nhìn đến. Tại vì nó sẽ làm cho cái tâm lý của chúng ta cảm thấy sợ hãi và đưa ra những cái quyết định không sáng suốt. Khi mà chúng ta cảm thấy sợ hãi là lúc mà chúng ta muốn bán đi tất cả để mà bỏ chạy. Đó là lý do tại sao mình không có nhìn vào cái portfolio ở trên Weibo. Nhưng mà cái portfolio ở trên Robinhood, mình vẫn tiếp tục mua vào Everest Down với cái portfolio này. Trong suốt thời gian vừa qua, mình cũng nói với mọi người, chia sẻ với mọi người tất cả những cái stock mà mình mua trong khoảng 6 tháng đầu tiên khi mà cái market bắt đầu crash đến bây giờ. Và tuần trước mình cũng mua rất mạnh tay với cái stock của Intel. Nhưng mà tuần này thì đến thời điểm này vào ngày thứ năm hôm nay, mình vẫn chưa mua thêm cái stock nào hết. Tại vì rõ ràng là 3-4 ngày vừa rồi stock lên lại rất là nhanh, nhanh một cách đáng sợ. Mình cảm giác như là vào thời điểm này có rất nhiều người FOMO, người ta sợ missing out, người ta mất đi cái cơ hội mua stock với giá rẻ. Tại vì thực sự là tuy một tháng rồi stock market đã lên lại nhiều, nhưng mà nó vẫn thấp hơn rất nhiều so với là cái tháng 1 năm 2022, đầu năm nay. Cho nên là những tuần vừa qua khi mà người ta thấy stock lên nhanh thì người ta lại đổ tiền vào mua tiếp. Các bạn thấy rõ một điều như thế này này, stock market là một nơi mà chúng ta thấy được cái tâm lý của những nhà đầu tư chạy theo stock market. Khi mà thấy stock xuống mạnh thì người ta lại muốn bán ra, và khi thấy nó lên nhanh lại nhảy vào mua. Mình thì mình thường làm điều ngược lại. Đặc biệt là vào cái thời điểm như thế này, khi mà stock lên lại rất là nhanh và mình cảm thấy sợ hãi khi mà nó lên nhanh như vậy. Thực sự với cái điều kiện kinh tế của chúng ta vào lúc này vẫn còn rất nhiều điều khó nói. Đầu tiên đó là lạm phát vẫn ở mức rất là cao trong vòng 40 năm. Lãi suất sẽ vẫn tiếp tục được tăng lên đến cuối tháng 7 này nha mọi người. Ngày 28-29 thì chúng ta sẽ thấy là Federal Reserve có một cái cuộc họp để mà tăng interest rate, quyết định là sẽ tăng lên 0.5 hoặc là 0.75%. Nhưng mà khả năng 0.75% rất là cao. Nhiều người người ta còn nói là phải tăng đến 1 chấm mới đủ để mà kiềm chế lạm phát. Nhưng mình nghĩ là cái mức 0.75% là đến 80-90% rồi. Cho nên những cái công ty, những cái business trong những năm tới đây, không chỉ là năm này mà năm tiếp theo 2023, vẫn phải gánh chịu cái mức interest rate rất là cao. Tại vì Federal Reserve kế hoạch tăng interest rate kéo dài đến cuối năm sau luôn mọi người, không có phải là năm này không, mà đến cuối năm sau nó mới kết thúc, hy vọng là kết thúc. Nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái mức inflation. Thêm một điều rất là đáng chú ý nữa mà mình làm một cái video về điều này, ở cái video trước cái video này, đó là cái housing market. Cái thị trường địa ốc ở Mỹ đây đã có dấu hiệu sụt giảm. Vào tháng 6 vừa rồi giảm 0.7%, tuy là không nhiều nhưng mà đây là cái dấu hiệu đầu tiên cho thấy là housing market đã bắt đầu đi xuống. Cho nên là chúng ta không biết đây có phải là cái sự bắt đầu của một cái cuộc suy thoái. Thêm một điều nữa nha mọi người, giá xăng giá dầu đã giảm, đến lúc này nó vẫn tiếp tục đi xuống. Và khi giá xăng giá dầu giảm có nghĩa là cái mức inflation có thể sẽ giảm trong những tháng tới đây. Nhưng nó lại chứng minh thêm một cái điều khác, đó là
rất nhiều khả năng chúng ta sẽ bước vào suy thoái kinh tế trong vòng những năm tới đây. Tại vì cái nhu cầu về xăng dầu giảm đi, nó cũng là một cái dấu hiệu của suy thoái kinh tế. Vào sáng hôm nay chúng ta cũng nhận thêm một cái báo cáo thất nghiệp, tỷ lệ thất nghiệp cũng đã tăng lên cao nhất kể từ tháng 11 năm ngoái. Cho nên các bạn thấy rõ một điều, đó là cái tình hình kinh tế ở Mỹ đây vào thời điểm này không phải là tốt. Nhưng mà stock đã lên nhiều trong vòng khoảng hơn một tháng vừa rồi. Mình biết là có nhiều bạn cũng sắp vào bờ rồi, chắc cũng còn cách bờ khoảng 5-7% thôi. Nhưng các bạn vẫn nên cẩn thận vào thời điểm này. Đừng nên tại vì những ngày vừa qua, những tuần vừa qua stock lên quá nhanh, các bạn FOMO sớm mất đi cái cơ hội mua những cái stock với giá rẻ. Các bạn lại lao vào, đổ vào một lúc quá nhiều tiền để mà mua. Rồi đến lúc cái market nó quay đầu, nó đi xuống trở lại thì các bạn sẽ lo lắng rất là nhiều. Cho nên là trong những tuần vừa qua có rất nhiều bạn hỏi mình là có phải là chúng ta đã thấy cái đáy đó rồi không? Bây giờ nó sẽ đi lên và đưa cái đà này lên là cái đỉnh cao nhất của nó. Mình nghĩ là trong năm này và đến năm tới luôn, 2023, stock market sẽ up and down, lên xuống rất là nhiều. Chúng ta sẽ còn rất là nhiều cơ hội để mà mua stock tốt. Không nên quá FOMO, không nên chạy theo một cái stock khi mà thấy nó lên 20-30% trong vòng một tuần, sợ nó lên thêm, nhảy vào mua. Rồi đến khi nó quay đầu nó đi xuống trở lại thì lại bắt đầu ngồi và lo. Mình nghĩ đây là một điều không tốt. Với mình thì mình thường mua stock khi mà mọi người sợ bỏ chạy thì mình lại muốn mua vào thời điểm đó. Khi mà nó đi lên lại như vậy, nó lên 40-50% trong vòng 1-2 tuần là thời điểm mình muốn bán chứ không phải là mình muốn mua. Và trong những tuần vừa qua, đúng là stock đi lên nha mọi người. Chúng ta vẫn có thể mua nhưng mà phải chọn đúng cái stock. Tại vì thực sự là trong suốt thời gian vừa rồi, tuy là stock market trong vòng 4-5 tuần nó lên liên tục, nhưng mà có nhiều stock nó chỉ có lên đến 5-10% trong vòng 1 tháng qua thôi. Nhưng mà từ đầu năm cho đến bây giờ nó đã xuống gần 50-40%, 50% giá trị của công ty bị mất đi đến cái mức như vậy. Cho nên vẫn còn rất nhiều stock có cái giá trị tốt và rẻ. Trong đó có những cái stock ở trong cái sector financial, những cái stock về tài chính, ví dụ như Bank of America, JP Morgan. T-Row là một trong những cái stock mà mình nghĩ bây giờ đang rất là undervalue, giá của nó rất là rẻ. Đây là những cái stock của những công ty rất là chất lượng và đặc biệt là nó trả ra cái mức dividend yield rất là hấp dẫn, từ 2-4%. Cộng thêm là những công ty về technology, đặc biệt là cái sector về semiconductor, những cái stock về chip. Các bạn thấy là AMD, Nvidia đã mất đi khoảng gần 50% giá trị của nó. Tuy là trong 1-2 tuần vừa rồi nó đã lên lại rất là nhiều, nhưng mà vẫn còn thấp hơn cái giá cao nhất của nó là khoảng từ 50-60%. Những cái stock an toàn hơn, ví dụ như là Intel mình vừa mới mua, Broadcom, những cái công ty này nó mời mọi người đến 3-4% dividend yield, vẫn có cái mức phát triển rất là tốt. Cho nên là chúng ta cần phải chọn đúng cái công ty để chúng ta mua, để khi chúng ta nằm ngủ chúng ta không cần phải lo lắng đến là cái stock market vào ngày mai nó sẽ lên xuống như thế nào. Cho nên là chúng ta vẫn có thể mua stock, nhưng một điều rất là quan trọng đó là không nên all in. Đầu tiên, không nên bỏ hết tất cả số tiền vào mua và không nên quá FOMO, thấy stock lên nhanh nhảy vào mua liền ngay lập tức. Các bạn có thể mất đi rất là nhiều tiền nếu mà các bạn làm như vậy. Và đó là tất cả những gì mình muốn nhắc nhở cho mọi người trong video ngày hôm nay. Thank you mọi người đã theo dõi video của mình.